Tecon Bia Shop kết hợp với Web Thể Thao mang đến cho mọi người những sản phẩm bia chính hãng với giá tốt nhất. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu có sự góp mặt của cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Đối thủ của anh trong trận đấu này đó là Cliff Castellin, một cơ thủ người Bỉ. Đây đang là rách thi đấu đầu tiên. Quyền đề pa vừa rồi thuộc về Castellin. Một tình huống đề pa hợp lệ có bi rơi. Sau đó thì con bi mục tiêu số 3, con bi cần phải hướng tới thì lại không có đường riêng. Và sau hai lượt cơ, hai lượt đánh cờ qua lại giữa cả hai cơ thủ thì Cliff Castellin vừa rồi đã thực hiện thành công đưa con bi mục tiêu số 3 xuống lỗ bằng một cú sút tê và tiếp tục phải sút tê cho con bi mục tiêu số 4. Nhưng lần này thì con bi mục tiêu màu hồng được giữ lại trên bàn và vật thế thân cho nó chính là con bi chủ.
Bây giờ thì cơ thủ Tuấn Con của chúng ta sẽ có quyền đặt bi trong tay để xử lý nốt 6 con bi mục tiêu còn lại trên bàn. Rồi tình huống trích từ 4 ra 5 có lẽ là lấy cái mái thẳng tắp cho bi mục tiêu số 5. Và anh Tuấn vừa trô trực tiếp về một tình huống trô tốt, một băng xả ra hướng con bi mục tiêu số 6 và lộ góc phía xa bên tay trái kia. Ba con bi mục tiêu cuối cùng ra đến thế này thì có lẽ sẽ là 1-0 dành cho đại diện của Việt Nam chúng ta thôi. Xả ra một chút nào. Chính xác, tỷ số được nâng lên là 1-0 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Rách thi đấu đầu tiên đã diễn ra với hai tình huống khó liên tục ở con bi mục tiêu số 3 và con bi mục tiêu số 4. Cliff Castellin đã thực hiện tốt khi sút tê thành công con bi mục tiêu số 3 đưa con bi màu đỏ xuống lỗ. Tuy nhiên, với con bi mục tiêu số 4, con bi tiếp theo thì cơ thủ người Bỉ lại khá thiếu may mắn khi mà thứ rơi xuống lỗ không phải là con bi màu hồng mà là con bi chủ. Sau đó thì cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn đã nắm bắt lấy cái cơ hội mà đối thủ của mình để lại, nhanh chóng có được điểm số đầu tiên. Chín. Con bi mục tiêu số 1 đã rơi và vừa rồi thì con bi 9 nó cũng đi tới gần vị trí lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh chúng ta đây ạ. Vừa rồi là một tình huống đề pa tốt của cầu thủ Tuấn Con. Một hình bi khá là thoáng. Nào, nhưng mà bây giờ theo cái góc nhìn này thì tôi đang thấy là con bi mục tiêu số 3 đang mất đường vào lỗ góc gần nó. Điều ra đây thì có lẽ là có má ghép 59, xin lỗi các bạn, là ghép 39 à. Như vậy là ghép 34 các bạn ạ. Một tình huống ghép 34. Bây giờ thì sao đây? Với việc con bi mục tiêu số 4 đã được đưa xuống lỗ thì không biết là nó có mở đường riêng cho con bi mục tiêu màu đỏ này hay không. Ok, như vậy là con bi mục tiêu số 3 đã có đường riêng. Vì trận đấu dự định là được phát sóng vào khung giờ này, đó là trận đấu của cơ thủ Nguyễn Thành Trung, đã bị cancel, cho nên là trận đấu góp mặt của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn sẽ được đẩy lên sớm hơn. Và đó chính là trận đấu đang diễn ra trên màn ảnh của chúng ta. Nào, ba con bi mục tiêu cuối cùng. Rồi, như vậy là cái khe giữa con bi mục tiêu số 9 và thành băng nó vẫn đủ rộng để có thể đưa con bi mục tiêu số 8 xuống, đưa con bi mục tiêu số 8 lọt qua.
Tỷ số sẽ được nâng lên là 2-0 dành cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, bằng một cách nào đó, khi mà tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đại diện của Việt Nam, nhưng mà ban tổ chức bên đó có lẽ là quên bấm anh em ạ. Làm thế nào để có cách nhắc được ban tổ chức bên đó bấm tỷ số nhỉ? Vâng, không phải trận đấu nào của chúng ta cũng có trọng tài đâu ạ. Có lẽ là vào những vòng trong, vòng loại trực tiếp thì sẽ có trọng tài xếp bi. Cầu thủ Dương Quốc Hoàng thì đã phải nhận thất bại với tỷ số là 7-10 trước cậu em út nhà cô Copenhagen rồi các bạn ạ. Một game đấu mà Copenhagen đã có được sự khởi đầu rất tốt và thi đấu cực kỳ tròn trịa, tạo ra cách biệt lớn. Ở giai đoạn giữa game thì Dương Vũ Hoàng cũng đã chơi hay và liên tục có được cho mình những điểm số để rút ngắn khoảng cách. Nhưng với việc để đối thủ dẫn trước quá sâu thì cuối cùng anh Hoàng Sao cũng không thể có được một trận đấu với kịch bản lội ngược dòng và đành phải chấp nhận thua cuộc. Một tình huống xử lý con bi mục tiêu số 3 đường xa không thành công của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn rồi. Anh Nam Phạm thì đã giành được chiến thắng với tỷ số là 17 thưa các bạn. Anh Nam Phạm đã thắng. Giải đấu này là giải đấu Scottish Open nha các bạn nhé. Rồi, như vậy là tỷ số đã được cập nhật rồi thưa các bạn. 2-0 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên là trong rách thi đấu thứ 3 này thì Cliff Castellin đang là người có quyền chủ động xử lý những bi mục tiêu tiếp theo. Và mục tiêu của anh có lẽ là có được điểm số đầu tiên, qua đó rút ngắn xuống còn 1-2. Không mọi người ạ. Ở giải đấu này thì tất cả các cơ thủ sẽ có 2 mạng, đánh 2 mạng đến vòng 16 người các bạn nhé. Đến vòng 16 người thì bắt đầu mới đánh loại trực tiếp. Xuống nhánh thua thi đấu, đúng rồi anh em ạ. Hai con bi mục tiêu cuối cùng, con 8 này có má, tuy nhiên là có một chút hạn chế, một chút khó khăn nho nhỏ dành cho Cliff Castellin khi mà con bi chủ nó đang đứng côn sát vào băng. Nào, một con bi mục tiêu cuối cùng. 9 này vẫn tương đối xa một chút. Quá chính xác rồi. Như vậy là 1-2. Một tình huống chốt 9 rất quyết đoán.
Trong những rack thi đấu đầu tiên thì tôi có thấy là những cơ thủ thắng sẽ ra tự xếp bi cho mình. Tuy nhiên là đến rack thi đấu này thì tôi thấy cơ thủ Tuấn Con lại lóc cóc ra xếp bi rồi. Mình thì cũng chưa có quá nhiều thông tin về Cliff Castellin. Mình thử search coi. Theo mình mới cập nhật được thì Cliff Castellin là một cơ thủ người Bỉ. Anh sinh năm 89, bằng tuổi với cơ thủ Tuấn Con. Và anh ấy là một pool player, có lẽ là một người chơi pool, chứ không phải là một cơ thủ đánh snooker. Là tình huống A băng dành cho bi mục tiêu số 2. Một tình huống A băng làm cho con bi màu xanh và con bi chủ va chạm hai lần. Một pha double kiss giữ con bi mục tiêu số 2 này lại gần cửa lỗ góc bên tay trái, gần màn ảnh chúng ta. Một chút khó khăn dành cho Castellin đó chính là việc anh bị côn tay bởi con bi mục tiêu số 9. Và như chúng ta thấy, tình huống điều từ 2 ra 3 của Castellin đã không đảm bảo được chất lượng, đã có va chạm giữa con bi trắng và con bi mục tiêu số 3, đưa con bi số 3 này ra một vị trí không hề đẹp một chút nào cả. Về mặt lý thuyết thì con bi màu đỏ này có lẽ là vẫn còn má chém thôi. Tuy nhiên là anh có xử lý thành công hay không? Rất chính xác các bạn ạ. Một tình huống chém mỏng chính xác cho bi mục tiêu số 3 tới từ tay cờ người Bỉ. Trên bàn còn lại 4 bi mục tiêu cuối cùng. Cơ hội mở ra cho cơ thủ người Bỉ để anh có được điểm số thứ 2. Lụt rồi. Một tình huống rút hơi thừa lực từ 7 về 8. Cơ bản thì vẫn là chém được thôi. Tuy nhiên là nó sẽ tạo ra những cái khó khăn nhất định dành cho cơ thủ người Bỉ này.
Chính xác quá các bạn ạ, rất chính xác. Và đến đây thì sẽ là 2-2. Sau 4 rách thi đấu đầu tiên thì tỷ số đang được cân bằng 2-2 dành cho cả hai cơ thủ. Và trong rách thi đấu tiếp theo, rách thi đấu thứ 5 thì Cliff Castellin sẽ tiếp tục là người giành được quyền đề pa. Nhưng mà tại sao nó bị gì anh? Ok anh em ạ, chúng ta cùng quay trở lại với rách thi đấu tiếp theo. Và sau một khoảng thời gian ngắn có một chút trục trặc về kỹ thuật thì bây giờ tôi đang thấy trên màn ảnh
Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Cliff Castellin rồi. Một cầu thủ mà chúng ta không có quá nhiều thông tin, và có lẽ là anh cũng không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì phần trình diễn của tay cơ người Bỉ này là không hề tệ một chút nào cả. Lần này thì tình huống đề pa của Cliff Castellin đã không còn giữ được chất lượng như những tình huống đề pa trước đây nữa. Khi mà con bi mục tiêu số 1 nó va vào đinh lỗ 10 bên tay phải và nó nảy ra. Tuy nhiên là vị trí này tôi cảm giác đang không còn má chém cho bi mục tiêu số 1 đấy ạ. Sẽ là một tình huống cân một lên và đưa cái có lẽ là ra sau lưng con bi mục tiêu số 4 chạy đạn mà thôi. Ok, như vậy là bắt đuôi sau 3. Có một vài thông tin mình mới cập nhật được từ một vài bạn khán giả đang xem trực tiếp trên cái luồng sóng này, đó chính là Cliff Castellin chính là người đánh bại cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta ở trong trận tứ kết của giải đấu Mexico Open. Giải đấu đó thì mình không có theo dõi, để mình cập nhật lại một chút xem có chính xác là như vậy hay không. Vừa rồi thì mình cũng có search nhưng mà không thấy có bất kỳ video nào ở trên YouTube hay là trên Google có nói về cái vấn đề đó. Cho nên là cái thông tin mà Cliff Castellin chiến thắng cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn ở trong trận đấu tứ kết thuộc giải Mexico Open thì mình chưa được xác thực nha các bạn nhé. Giải này là ở vòng ngoài thì các cầu thủ sẽ có 2 mạng để thi đấu, sẽ đánh 2 mạng tới vòng 16 người luôn, chọn ra 16 người cuối cùng và sau đó sẽ đánh playoff, sẽ đánh loại trực tiếp. Rồi, 3 con bi mục tiêu cuối cùng và có lẽ sẽ là 3 đều thôi. Lấy được má trong cho mục tiêu số 8 bấm ra và ăn 9 cùng lỗ. Chính xác rồi, 3 đều. Trận đấu giữa cầu thủ Dương Quốc Hoàng và Cô Bình Han thì cậu em út nhà cô là người giành được chiến thắng thưa các bạn. Tỷ số được ấn định là 17 dành cho Cô Bình Han. Anh Tuấn rất kỹ ra check lại xem bi đã khít hết chưa.
Có lẽ là giải đấu này ở những vòng ngoài thì các cơ thủ sẽ thi đấu với cái luật là thua thì xếp bi. Cá nhân mình thấy thì ai phá thì người ấy xếp bi cho nó thoải mái, đỡ bị lấn cấn. Một tình huống đẹp ba tốt, một đã rơi, hai có lẽ là không còn đường rồi. Con này có sút tê hay không? Nhưng nếu như mà sút tê bị mục tiêu số 2 này, có lẽ là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn sẽ phải đổi sang tay phải thưa các bạn. Một tình huống A băng và có lẽ là cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn muốn có ý đồ là đưa con cái chạy một băng, sau đó nó xả về phía xa kia và bắt đuôi ra đằng sau lưng con bi mục tiêu số 3 và con bi mục tiêu số 6. Tuy nhiên là trên đường về của con bi mục tiêu số 2 thì nó đã va chạm với con bi màu đen, con bi số 8. Và vị trí này thì sao đây? Có lẽ là nguyên đường lỗ 10 chăng? Rồi, như vậy là con bi mục tiêu số 2 nó có nguyên đường để đưa vào lỗ 10. Nào, có bị cỏ tay hay không nhỉ? Rồi, như vậy là thoải mái đặt cầu tay và đặt đầu gậy. Mình có đọc được một cái comment rất là vui nhộn của một bạn khán giả: thua xếp bi mà ông nào đi 10 chấm. Có nghĩa là cả trận chỉ có ra xếp bi thôi anh em ạ. Rất thú vị. Rồi, một tình huống táng và cài thêm một chút áp về. Có lẽ là má con 6 vừa rồi gần như là thẳng tắp. Bao giờ cơ thủ Hoàng Sao đánh nhánh thua à? Để mình xem lại một chút nhé.
Ok, như vậy là mình mới xem lại lịch thi đấu một chút. Thì những cơ thủ mà xuống nhánh thua thì ngày kia mới thi đấu tiếp mọi người nhé. Cơ thủ ăn nhiệt thì cũng đã giành được chiến thắng trong game đấu ngày hôm nay rồi. Một trận đấu rất căng thẳng. Và ăn nhiệt giành được chiến thắng với tỷ số là 18 trước Mickey Krause. Rồi, sẽ là một pha A băng. Thế này chắc chắn là phơi rồi. 100% là phơi và cơ hội sẽ được giành lại cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta cùng nhìn lại vị trí con bi mục tiêu số 3 một chút. Tôi cảm nhận con bi màu đỏ này liệu còn má ăn vào lỗ góc bên tay trái phía xa kia hay không nhỉ? Giải này mình nhớ không nhầm là Việt Nam chúng ta có 6 đại diện thôi các bạn. Để mình xem lại một chút. Vâng, theo dự định ban đầu là 6. Tuy nhiên là với việc cơ thủ Nguyễn Thành Trung vì một lý do nào đó mà anh không tham dự nữa thì số người có lẽ là còn 5. Rồi, chính xác là game đấu có sự góp mặt của cơ thủ anh Nguyễn Anh Tuấn. Game đấu này thì dự tính sẽ được bắt đầu vào khoảng 4 giờ thưa các bạn. Tuy nhiên là cơ thủ Nguyễn Thành Trung thì không tham dự nữa, cho nên là trận đấu đáng lẽ phải diễn ra là trận đấu giữa cơ thủ Nguyễn Thành Trung và Cowboy bị hủy, và trận đấu này thì diễn ra sớm hơn dự tính. Giải đấu này sẽ diễn ra trong 5 ngày thưa các bạn. Giải đấu chúng ta mỗi cơ thủ sẽ có 2 mạng và sẽ đánh 2 mạng tới tận vòng 16 người. Một tình huống A băng với rất nhiều áp phê, tuy nhiên là lại đưa con bi màu đỏ, con bi số 3 ra cửa lỗ. Đây là giải đấu Scottish Open được diễn ra tại Scotland, Scotland các bạn nhé, Scotland. Đúng rồi, Cowboys chính là nhân vật thường xuất hiện với vai trò là bình luận viên trong những giải đấu thuộc hệ thống WNT. Rất hay, một tình huống cũ phê 3 băng, điều 7. Má thuận ra 8, 3 con bi mục tiêu cuối cùng. Giải thi đấu chúng ta sẽ được diễn ra trong 5 ngày các bạn ạ. Cái má này thì lại không phải là má đẹp cho bi mục tiêu số 8 rồi. Một cái má hơi bị vách quá thưa các bạn. Cái đi đâu? Rồi, việc chém mỏng con bi mục tiêu số 8 đã khiến cho tình huống điều từ 8 ra 9 của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn gặp phải những rắc rối nhất định.
Và bây giờ thì con bi cái đang ở một vị trí chắc chắn là không lý tưởng dành cho cơ thủ người Việt Nam. Một tình huống cân luôn biểu tượng số 9 đã không thành công rồi. Cơ hội được nhường lại cho Cliff Castellin. Tôi cảm nhận rằng với vị trí này của mình, mục tiêu số 9 hoàn toàn có thể đưa xuống cái lỗ 10 bên tay phải, cái lỗ mà cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn vừa định cân vào. Vâng, thưa các bạn, là cả hai bình luận viên bây giờ thuộc hệ thống WNT, đó chính là Cowboys và Jeremy Jones, thì đều là những cơ thủ có tiếng ở những khoảng thời gian trước đây, đều là những tay cơ đã giành được cho mình những danh hiệu lớn ở trong sự nghiệp bia. Chúng ta cùng đếm 3, 6, 8, như vậy là đã có bi rơi. Có lẽ là con bi mục tiêu số 5 thưa các bạn. Dù cho con bi 1 nó không chết đúng vào lỗ 10 theo đúng công thức, nhưng với vị trí này thì tôi cảm giác là con bi mục tiêu số 1 này không có đường ăn rồi. Khi mà con bi mục tiêu số 8 nó đang đứng trước mặt con bi màu vàng và cản mất đường ăn. Có lẽ là Cliff Castellin sẽ quyết định đưa ra một tình huống push out mà thôi, một tình huống để an toàn. Hay anh sẽ chủ động chạy đạn luôn. Chúng ta cùng chờ xem. Anh Hoàng Sao thì đã phải nhận thất bại trước Copenhagen rồi thưa các bạn. Chưa, tỷ số mới đang là 3-5, một game đấu chạm 10 cơ. Khoảng cách bây giờ mới là 2 ván thi đấu. Rồi, như vậy là chủ động chạy đạn luôn. Tuy nhiên là ý đồ chạy đạn đưa con bi mục tiêu số 1 về phía xa kia của Cliff Castellin đã không thành công. Con bi 1 va chạm với đầu con bi mục tiêu số 4 và đứng ở một vị trí đường riêng dành cho cơ thủ Tuấn Con. Con này hoàn toàn có thể tấn công được và cái ra một vị trí ổn cho bi mục tiêu số 2. Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu luôn phải là ăn bi trước đã. Một tình huống vào giày con bi mục tiêu số 1. Nào, ra thế nào đây? Chúng ta cùng xem cái lực của Cliff Castellin. Hai. Một cái lực tốt của tay cờ người Bỉ.
Vị trí này còn bị cái thì không biết anh Tuấn, xin lỗi các bạn, là cơ thủ người Bỉ này có thoải mái đặt đầu cơ hay không. Tôi nghĩ là vẫn ok, tôi nghĩ là vẫn ok thôi. Giải đấu này thì chúng ta có khá là nhiều những cơ thủ Việt Nam tham dự. Và trong đó có những cơ thủ có tên tuổi và được kỳ vọng là sẽ có được thành tích tốt. Như là cơ thủ Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Trường An, Phạm Phương Nam. Đều là những tay cơ có thể coi là những cơ thủ hàng đầu của Việt Nam bây giờ. Trong những cái giải đấu trước đây, những khoảng thời gian trước đây thì có lẽ là Nguyễn Anh Tuấn và Dương Quốc Hoàng đã là người có cơ hội được tham dự nhiều hơn những giải đấu quốc tế thuộc hệ thống WNT. Và bây giờ chúng ta có thêm cả Bùi Trường An và Phạm Phương Nam nữa. Cơ thủ Nam Phạm ở trong khoảng thời gian gần đây cũng đang có được một phong độ khá tốt. Quá rồi, hơi quá rồi, hơi quá rồi. Nhưng có lẽ là con bi mục tiêu số 9 này cũng không phải là một thử thách quá khó dành cho Cliff Casterlin. Rồi như vậy là nó là một thử thách khó dành cho Cliff Casterlin rồi các bạn. Một tình huống điều hơi quá lực đánh hỏng ăn con bi mục tiêu số 9, và bằng một cách nào đó thì cơ thủ Tuấn Con của chúng ta đã là người có được điểm số thứ 4. Và tất nhiên rồi, có lẽ là tất cả chúng ta đều mong muốn rằng cái điểm số vừa rồi sẽ là một cái bàn đạp để giúp cho anh Tuấn có được một cái trạng thái thi đấu tốt hơn, tự tin hơn ở trong những rack thi đấu tiếp theo. Có lẽ là một tình huống giúp cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn chúng ta có được một sự giải tỏa rất lớn về tâm lý đấy ạ, khi mà chính cơ thủ người Việt Nam là người nhập cuộc tốt hơn và có được hai điểm số đầu tiên, nhưng sau đó thì đối thủ lại chơi hay hơn và vươn lên dẫn ngược. Tuy nhiên, con bi mục tiêu số 9 vừa rồi chắc chắn sẽ là, có thể nói là một cái chất liệu giúp cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn có được sự tự tin. Nào, một hình bi mở dành cho Tuấn Con. Để một băng ra ăn 4 vào lỗ còn lại. Rồi, như vậy là quyết định điều 5 vào lỗ góc bên tay phải. Ok thôi, 5, 6 cùng lỗ, 7 lỗ còn lại. Không còn tình huống gì cả.
liệu có một chút may mắn nào đó dành cho cầu thủ Tuấn Con hay không? Còn bi mục tiêu số 5 này liệu còn đường hay không? Nếu không có đường thì có lẽ là Cliff Castellin sẽ phải thực hiện một tình huống A băng thôi. Khoảng cách này tôi cảm giác là hơi xa, tương đối xa để có thể nhảy. Như vậy là có nguyên đường, không bị mất một chút má nào bởi bi mục tiêu số 6 cả. Một tình huống trô trực tiếp về. Tình huống này sẽ hướng bi mục tiêu số 6 về lộ góc bên tay trái phía xa kia thôi. Có lẽ là ủn nhẹ lên. Một tình huống trượt con bi số 5 khá là đáng tiếc của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Rồi, đánh dựng một băng lên và hướng ông bi mục tiêu số 9 vào lỗ góc còn lại. Như vậy là 6-4. Điểm số thứ 6 đã được Cliff Castellin lấy về cho mình. Lần này thì cú đề pà của Cliff Castellin đã đưa được con bi mục tiêu số 1 xuống lỗ. Tuy nhiên là với vị trí này, với cái việc mà con 4 nó đã dừng lại ở vị trí này thì có lẽ là không còn đường riêng dành cho tay cơ người Bỉ thưa các bạn. Nhưng với việc bi mục tiêu số 2 đang đứng ở khu vực khá là gần cửa lỗ rồi thì không biết là Cliff Castellin liệu có sút tê luôn hay không. Một hình bi cũng rất là thoáng. Rồi, như vậy là vẫn chạy an toàn thưa các bạn. Một tình huống chạy đạn hơi sinh viên một chút, nhưng mà ít ra là vẫn làm khó được đối thủ. Còn bi mục tiêu số 3 này, cái má chém về mặt lý thuyết là có, nhưng sẽ là rất mỏng. Một tình huống double kiss, và chắc chắn là nó không phải là điều mà cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn muốn rồi.
Tuy nhiên là với việc để cho đối thủ có thể nhìn thấy nguyên mặt con bi mục tiêu số 3 này thì họ hoàn toàn có thể đưa ra một cái lời đáp trả đánh thép hơn bằng việc có thể là giấu chết đi chẳng hạn. Rồi, như thế này sẽ không giấu chết. Như thế này thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn chúng ta vẫn có thể chạm được vào má con bi mục tiêu số 3, thậm chí là chạm được nửa quả thưa các bạn. Hay, lần này thì tình huống thủ bi của Tuấn Con đã tốt hơn rất nhiều. Nào, không biết là Cliff Castellin sẽ định A băng như thế nào đây? Phương án anh đưa ra là gì? Tình huống A băng đưa con bi mục tiêu số 3 đi đâu và đưa con cái đi đâu? Rồi, bây giờ thì đo nhảy. Tôi nghĩ là có má thì nhảy chết con bi mục tiêu số 3. Tuy nhiên là không biết là tay cơ người Bỉ có thực hiện không và có thực hiện được không? Tôi nghĩ có thể là A băng thôi, bởi vì nhảy con bi mục tiêu số 3 này khả năng có cái ly là sẽ bị đùi 4. Vẫn khá là loay hoay trong việc tìm cho mình một giải pháp để ít nhất là có thể chạm tới được con bi màu đỏ. Có lẽ là A để chạm thì không quá khó. Tuy nhiên là Cliff Castellin có lẽ đang tính toán tới một đường A băng và thủ lại được dành cho Tuấn Con. Rồi, à và đây có lẽ là hai băng, ôi ba băng các bạn ạ, ba băng, nhưng chắc chắn sẽ là một tình huống lỗi bởi vì, ôi rồi, con này thì đặt và ghép vội thôi, phải không ạ? Rồi như vậy là đặt và dò, mượn má ba dò chết chín, hay, một tình huống A băng chạm được con bi mục tiêu số 3 của Cliff Castellin, nhưng sau khi va chạm thì không có thêm bất kỳ bi nào chạm băng cả. Một tình huống đánh lỗi của tay cơ người Bỉ và ra đưa con bi mục tiêu số 3 ra gần với con bi mục tiêu số 9 đang đứng ở xung quanh khu vực gần lỗ 10 bên phía tay phải, và rất nhanh chóng thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đã chớp lấy cơ hội mà đối thủ tạo ra dành cho mình để có được điểm số thứ 5. Ok, và lần này thì quyền đề pa sẽ thuộc về cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Bi 1 đã rơi, bi 8 cũng vậy, còn bi mục tiêu số 2 có lẽ là không còn đường. Có lẽ con bi mục tiêu số 2 này không còn đường vào lỗ góc bên tay phải rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta đang có một chút tình huống ở cái cụm 4-5-6. Cái gì vậy?
không hiểu rõ ý đồ vừa rồi của cầu thủ Tuấn Con là gì. Tuy nhiên bây giờ thì Cliff Castellin đang có cơ hội để xử lý con bi mục tiêu số 2, nhưng anh lại bỏ lỡ nó thưa các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta không cần quan tâm tình huống xử lý trước đây của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn là gì. Miễn là đối thủ không ăn bi thì cứ coi như đó là một tình huống chạy đạn thành công. Một tình huống có lẽ là chủ động gãi luôn cụm 4-5-6 ra. Liệu có vị trí này có còn đứng riêng thế bi mục tiêu số 3 không nhỉ? Có bị vướng tí má nào còn bi mục tiêu số 6 hay không? Cái đi đâu đây? Rồi, con này thì chắc là họ sẽ quay lại bàn và lấy gậy rút tê ra thôi. Một tình huống đánh hỏng con bi mục tiêu số 3. Tuy nhiên là may mắn dành cho Nguyễn Anh Tuấn khi mà con cái vô tình quay trở lại vị trí điều 4 vào lỗ 10 và nấp sau lưng cái cụm 4-5, che mất cái đường ăn trực tiếp cho con bi màu đỏ. Tình huống này sút tê xong liệu có ra đẹp cho bi mục tiêu số 4 được hay không? Tôi nghĩ sẽ là không. Và thậm chí là Cliff Castellin cũng sút tê không chết con bi mục tiêu số 3. Con bi số 3 lại được đưa ra vị trí đường riêng dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Liên tục là những tình huống tặng quà qua lại giữa cả hai cầu thủ. Lần này thì con bi màu đỏ đã rơi, có một chút va chạm với con bi từ số 4. Có lẽ là nó không nằm trong dự định của Nguyễn Anh Tuấn, nhưng mà không sao, ra vị trí này thì vẫn có thể xử lý được. Rồi, như vậy là chạy đạn luôn. Một cái má hơi lưỡng để xử lý con bi mục tiêu số 4 và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn quyết định là bấm cái sau 5. Khả năng là đuôi rồi. Không biết là kích thước lỗ bàn thi đấu ở câu lạc bộ này là bao nhiêu. Tôi cảm giác là nó không quá nhỏ như bàn thi đấu của giải Whirlpool Championship vừa rồi. Một tình huống A băng hợp lệ cho bi mục tiêu số 4. Tôi nghĩ là con bi số 4 này có đường riêng. Nói gì bây giờ hả anh em? Bằng một cách nào đó thì tình huống cu lê con bi mục tiêu số 4 vừa rồi của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đã đưa thẳng con bi chủ vào cùng lỗ đó. Rồi, như vậy là 7 năm dành cho Cliff Castellin.
Nào, chúng ta sẽ cùng đến với rank thi đấu tiếp theo. Một hình bi trông có vẻ là có tình huống để chơi đấy ạ. Đầu tiên chính là con bi mục tiêu số 2 đang ở một vị trí chưa phải là lý tưởng dành cho Cliff Castellin. Rồi, chạy đạn. Cái đi đâu đây? Kê ra ra vị trí này tôi nghĩ là hở. Tôi nghĩ là hở ra đường chạm đến con bi mục tiêu số 2 dành cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn rồi các bạn ạ. Tuy nhiên là con bi màu xanh này có lẽ là chưa có đường ăn đâu ạ. Và anh Tuấn sẽ làm gì đây? Một vị trí đặt cầu tay rất khó chịu. Đặt cầu tay trên mom lỗ. Và phải để ngọn rất dài thưa các bạn. Tình huống này liệu có đuôi hay không nhỉ? Có may mắn dành cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta hay không? Nào, chúng ta cùng chờ xem nào. Ok, như vậy là có may mắn dành cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Một đường chạy đạn ra đuôi. Nhưng có lẽ là tình huống đó thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn không chủ đích bắt đuôi theo cái kiểu như vậy. Đối thủ áo băng ra phơi. Hơi bị cò tay một chút bởi mưu tiêu số 3 nhưng mà không sao. Hai ở gần lỗ rồi. Nhưng có lẽ là tình huống đặt cầu tay không thoải mái vừa rồi đã khiến cho chất lượng đường điều bi từ 2 ra 3 của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn không được đảm bảo ở mức độ tốt nhất. Khi mà con bi mục tiêu số 3 này là một con bi với cự ly tương đối xa và cái thì đang đứng khá là côn băng thưa các bạn. Rồi, chúng ta đã thấy tín hiệu dựng gậy lên của cầu thủ Tuấn Con. Không thành công rồi. Nào, làm gì với con bài ở đây? Tiếp tục chạy đạn. Lần này thì đã đuôi rồi. Lần này tình huống chạy đạn của Cliff Castellin đã có được một cái chất lượng tốt hơn. Nhưng mà vào bộ nhanh như thế này thì vẫn còn má chạm mà. Ồ, như vậy là vẫn còn má chạm cho bi mục tiêu số 3 các bạn ạ. Và chúng ta cùng xem lại. Chúng ta cùng chờ xem cái tình huống chạy đạn của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn này. Tình huống này thì có đuôi hay không? Cũng là một cái ý tưởng chạy đạn rất hay của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn thưa các bạn ạ. Một tình huống căn ke rất chính xác. Về đường ra của con bi cái cũng như là lực. Để có thể giữ con cái đứng sau lưng cái cụm 458. Rồi, Cliff Castellin sẽ lại phải á băng thôi. Một tình huống á băng hợp lệ cho bi mục tiêu số 3. Và cái đi đâu đây? Ý đồ thủ bi khá rõ ràng của Cliff Castellin.
A mỏng A3 đưa cái chạy hai băng và đứng sau lưng con bi mục tiêu số 4. Nhưng anh vẫn để hở ra cái má cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn để có thể chạm tới bi mục tiêu số 3. Và lần này thì cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng vậy. Không có quá nhiều những tình huống chạy đạn có thể bắt đuôi chi tiết được đối phương đến từ cả hai cơ thủ. Ôi lần này chắc chắn là đuôi rồi. Lần này thì chắc chắn là đuôi. Một tình huống sút tê và sẽ phải đưa cái nhảy vừa cao vừa xa. Sút tê hợp lệ. Và con bi mục tiêu số 3 đã được đưa ra vị trí thủ. Ở vị trí này thì có lẽ là hoàn toàn mất đường ăn vào lỗ góc bên tay trái phía xa kia. Khả năng là sẽ ra phơi. Ở vị trí này không biết có phơi không nhỉ. Như vậy là vẫn không phơi các bạn ạ. Một cái lực khá là tốt của cầu thủ Cliff Castellin. Khi mà chỉ cần thêm một xu lực nữa thôi thì con bi mục tiêu số 3 nó sẽ đứng ra cửa lỗ. Và con cái sẽ đứng ở vị trí đường riêng để có thể tấn công được con bi màu đỏ này. Như vậy là cái ván cờ chúng ta vẫn chưa kết thúc. Vị trí này thì hoàn toàn có thể tấn công được bi mục tiêu số 3 rồi. Nhưng một chút khó khăn dành cho cầu thủ Tuấn Con đó chính là khoảng cách xa cộng với cái việc cái đang đứng khá là gần băng. Không phải một tình huống đơn giản để có thể tấn công đâu ạ. Rồi, bi mục tiêu số 3 đã rơi. 4 như thế nào đây nhỉ? Liệu có má ghép 49 hay không ạ? Câu trả lời là có, nhưng lại không thực hiện được. Cảm giác là anh Tuấn Con vẫn có một cái gì đó hơi vội một chút. Hơi vội một chút. Rồi, đã xử lý thành công con bi mục tiêu số 5. Có va chạm với con bi mục tiêu số 8 nhưng có lẽ là cũng đã trong tính toán của Cliff Castellin. Đẩy con 8 ra gần cửa lỗ 10 bên phía tay trái. Và vẫn hoàn toàn ở một vị trí đẹp dành cho bi mục tiêu số 6. Còn lại 3 bi mục tiêu cuối cùng.
Ra đến đây thì sẽ là 8 năm dành cho Cliff Casterlin thôi. Khoảng cách sẽ được nâng lên là 3 ván thi đấu. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với rack thi đấu thứ 14 thôi các bạn. Một tình huống đề pa còn nguyên cả 9 bi mục tiêu trên bàn. Còn bi mục tiêu số 1 đang ở vị trí đường riêng vào lỗ 10. Hay, một tình huống điều từ 1 ra 2 hay của cầu thủ Tuấn Con. Một hình bi rất thoáng dành cho anh. Thực sự là có lẽ là chả có tình huống khó nào nữa rồi. Sẽ phải tận dụng tốt cái cơ hội này và nhanh chóng có được cho mình điểm số tiếp theo mà thôi. Còn bi mục tiêu số 3 đang ở một cái má hơi vách một chút xíu. Có lẽ vừa rồi má bi mục tiêu số 2 hơi bị nặng. Và cú táng của cầu thủ Tuấn Con là chưa đủ để có thể ép cái ra một cái má thuận lợi hơn. Qua đầu 8 đi nào. Gì đây nhỉ? Có may mắn rồi. Tôi cảm nhận là như vậy. Có may mắn dành cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Nhưng vừa rồi thì Cliff Casterlin cũng có một tình huống đỡ đạn rất hay. À bằng hợp lệ con bi mục tiêu số 4 và đá nó xuống phía xa ở giữa thành băng ngắn kia. Bắt đuôi lại sau lưng con bi mục tiêu số 8. Bây giờ thì như thế nào? Và có lẽ là với cái lắc đầu vừa rồi của cầu thủ Tuấn Con thì con bi mục tiêu số 4 này có nguyên đường vào lỗ góc bên tay phải rồi. Có lẽ là sau khi game đấu này kết thúc thì sẽ không còn game đấu nào được phát sóng nữa thưa các bạn. Nào, chúng ta cùng xem cái lực. Rồi,
cái lực tốt của Cliff Castellin. Có lẽ đây sẽ là trận đấu cuối cùng được phát sóng ở trong cái luồng live này đêm hôm nay, rạng sáng ngày hôm nay. Một tình huống này cú phê hai băng có va chạm với con bìu tiểu số 9, nhưng mà có lẽ nó sẽ chả tạo ra một vấn đề gì khó khăn dành cho Cliff Castellin cả. Với vị trí như thế này con bìu tiểu số 7, cái đây rồi, một tình huống cúp áp về ba băng và một lỗ của cầu thủ Cliff Castellin nữa các bạn. Đã có may mắn dành cho cầu thủ Tuấn Còn, một tình huống cúp áp về ba băng rất thoát tay. Và nếu như theo dự tính của Cliff Castellin vừa rồi thì con bi cái nó sẽ đi 4 băng, nhưng câu trả lời là không, nó đi 3 băng và một lỗ. Điểm số thứ 6 dành cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Như vậy là cầu thủ người Bỉ vẫn chưa thể có được cho mình điểm số hưu, điểm hưu ở trong game đấu này. Lần này thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn sẽ là người giành được quyền đề pa. Mỗi một lần có cơ hội vào bản thi đấu đều là những cơ hội rất quý giá. Và dù vào bàn để ăn bi hay để chạy đạn hay làm bất kỳ một tình huống nào thì cũng sẽ phải cố gắng làm tốt nhất có thể, chắt chiu nhất có thể. Lại đuôi rồi các bạn ạ, lại đuôi rồi. Không biết vừa rồi cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn có chủ đích gãi 4-5 ra hay không. Một tình huống có lẽ là có một chút còng. A băng hợp lệ để có thể chạm tới bi mục tiêu số 3. Tuy nhiên con bi mục tiêu số 3 này đang ở vị trí đường riêng dành cho Cliff Castellin. Nhưng từ 3 ra 4 thì cũng sẽ cần rất chi tiết. Con bi mục tiêu số 4 này có nguyên đường ăn vào cả hai lỗ góc bên tay trái. Tuy nhiên là con bi mục tiêu số 5 đứng gần đó, sẵn sàng trở thành một cái chướng ngại vật. Hay, rất chi tiết. Tình huống này có lẽ là đẩy lên và ăn con bi mục tiêu số 5. Rồi, như vậy là bấm ra các bạn ạ.
tình huống bấm ra và chém ngược con bi mục tiêu số 5 vào lỗ góc bên tay trái cùng lỗ với con bi mục tiêu số 4. Rất chính xác của Cliff Casterlin. Còn lại 3 bi mục tiêu cuối cùng. Không biết là cái má này còn bị một số 7. Thì rút về còn bị cái nó cũng bị va chạm với bị từ số 9 hay không được các bạn. Rồi có va chạm với bị từ số 9. Cái đi đâu đây? Vị trí này thì lại không phải là quá lý tưởng dành cho Cliff Casterlin. 5 lỗ 10 đường, xin lỗi các bạn, 8 lỗ 10 và đường thuận ra 9 rồi. Như vậy là 9-6 dành cho tay cờ người Bỉ. Khoảng cách bây giờ là 3 ván thi đấu và Cliff Casterlin đã có được cho mình điểm hưu. Nào, cú đẹp và tiếp theo. Rách thi đấu thứ 16 rồi các bạn. Đã có bi rồi. Còn bi mục tiêu số 1 ở vị trí cửa lỗ. Con 2 gần con 1. Bi mục tiêu số 3 tôi cảm nhận là không còn đường ăn vào lỗ góc bên tay trái gần màn này. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ có một chút tình huống trong việc điều thứ 2 ra 3 của Cliff Casterlin. Một tình huống điều chi tiết để hướng con bi màu đỏ vào lỗ góc bên tay phải. Từ 1 ra 2 sẽ là tình huống bản lề, lấy má thì sau đó có thể từ 2 ra 3 một cách thuận tiện nhất. Rồi với vị trí này thì Cliff Casterlin sẽ xử lý như thế nào đây? Có lẽ đánh dựng ngược một băng lên à? Vẫn khá là đắn đo trong việc tìm phương án điều động từ 2 ra 3 tới từ vị trí của cầu thủ người Bỉ. Có lẽ là một tình huống cài áp phê bên tay trái đánh sự ngược một băng lên. Rồi rủi ro ở đây là sẽ đuôi sau má con bi mục tiêu số 5. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Một cái lực rất tốt của Cliff Casterlin. Như vậy là những cái tình huống khó nhất
đều đã được tay cơ người Bỉ xử lý thành công. Thực ra là cũng chỉ có mỗi một tình huống từ 2 ra 3 mà thôi. Và có lẽ là ở trong rack thi đấu này thì Cliff Castellin sẽ có được cho mình một tình huống break and run, một tình huống phá và đi hình để có được chiến thắng chung cuộc. Ba con bi mục tiêu cuối cùng. Rồi hướng của mình tôi số 8 vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh chúng ta. Ổn qua lỗ 10, ổn cái qua lỗ 10 là ok rồi. Rồi như vậy là một tình huống cao đầu cơ và táng luôn ra các bạn ạ. Để cho con cái nó chạy ra xa khỏi thành băng càng nhiều càng tốt. Một con bi mục tiêu cuối cùng. Rất chính xác. Và như vậy là game đấu của chúng ta đã kết thúc với tỷ số chung cuộc 16 nghiêng về Cliff Castellin.